Tới này là thế tử à. Giờ ta là thứ sử Tây Lương. giờ mình sẽ chỉnh cái này qua là cái chỉ còn nghe ta để còn nghe còn la luôn má chết Tùy. à. Nói với anh Hà nha, anh kêu anh Hà chốt lẹ nha, tối còn chọn đồ nữa. Gì sơn đồ nữa mày? Nói nè. Bên dưới à? Ý nói Hà nó chốt lẹ là sao? Thì đánh xong game đi, thằng lộn. Là thứ mà sử em nói tiền thôi mà. Thôi như bạn mình đánh nghiêm túc lại nói vậy bạn. Hai hai không? Chiến ưng đến đây. Ngọc Linh bây giờ sống sao à? Vừa hỏi nó nãy giờ sống sao chết luôn rồi mà. Chết chưa đâu. Chưa 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 chưa. Rồi đéo bao nhiêu nào mà lên. Giờ mà Linh đang chơi bình bình với thằng này luôn. Phải trò đùa. Phải lồn thật. Cần phải rồi Ngọc Linh làm gì vậy? Lồn nhớ nhập multi ăn đi mày, nhập tâm vậy hỏi tăng limit của mày. Tha hồ chọn Linh nhập tâm mà má à, nhảy vô nó hấp tới lính nó luôn luôn xử mày luôn. Rồi ơi là sao Ngọc Linh đang biết ăn lính này đang ăn từ biết sao à? Im 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 đây nè đó thấy không cần phải bạn cho tôi hai con lính tôi trả bạn cái đèn đang có trường hợp này cái game mà không có chuyện nên thì quyết phải ta đâu phải là lọc quân đâu mà bắn chết nó mẹ người ta là chiến sinh lắm lòng ta le lên. Ta le xong bỏ là sao vậy? Đó là thứ sử giờ tính ra đây nếu thẳng cái dĩnh sinh luôn. Wow. Nó sao mày liền? Sao tao chết hay sao? Tùy cơ ứng biến. Nè anh lưu sẵn hai bãi rồi. Thôi nè hai nhỏ. Còn chưa ăn luôn chưa ăn hết luôn. Không, mà, không phải trò đùa. Tùy cơ ứng biến. Bay với mọi lập cool đâu. Đủ mẹ mà chuyên gia thả anh tao không? Toán lâu dài là anh bị ghé gần tao mà là gì vậy mẹ gì vậy chiến ưng đến đây. Ôi lần này tao đăng cái clip mình lên á. Ôi clip mình rất là hay nha. Ngày mà đăng clip mình tao coi tí nữa nước giận này tao hay nha. Đăng lên. Ủa má giờ tao tao nghe tao đéo nghe gì hết á. Nghe được BB Top thôi. Còn cái loa tao nghe tiếng bao quy tao đéo biết gì tao đánh sao luôn. Chán. Tôi như cái lồn ta chứ chán. Cần phải tính toán đầu dài. Chưa học tưởng nó trâu mày. Đây không phải trò đùa. Cứ làm vẫn khó chịu. Nó hình như là nó có clip hơn nhiều rồi đó.
tùy cơ ứng biến. Ê, cho tao một con, cho tao một con lên mấy thôi đùa. Hai cho nhỏ. Đồ má. Đừng do đợi hai bà chân. Đừng do đợi hai bà chân là sao quá ha. Đừng đến gần ta. Đấy, tay mình lần lui chưa đánh được rồi đó. Hay chứ. Hay á. Tao cũng hay lắm. Chiến ưng, đến đây. Coi được hấp mất. Coi lương tao cũng hay có lưu chưa được hết. Mình đã bay ra thằng 4. Chơi vậy sao chơi, để gì ghen tao là laptop luôn. Đi theo ta. Giờ máu như này sang boss ngồi. Thành hấp mất luôn mày. Quay à hả? Quay, nói gì nữa thằng lộn. Đây ai cũng biết mà BD mày nói gì cũng vậy thôi. Đó là thứ sử Tây Lương. Giờ nó không tui mà hình thắc map chắc. Thắc map chắc mà hiện bộ. Năm boss mày. À dưới tao thông hương hả? Được tao vô thông boss. Vô phụ tao nè. Đừng đến gần ta. Cái lầu má cái loa. Phai đó làm gì? Đừng đến gần ta. Phai đó làm gì ai biết mình đang vay đó. Rồi, map đời. Chắc. Dám vô ăn lẹ con mẹ mày đi lọc. Đây không phải trò đùa. Không phải trò đùa mày nghe sao vậy? Mày về thấy anh Trung đánh con này với anh Trung có câu tao không phải trò đùa. Trung có chiếc chùm ở đằng luôn. Người đến xem hàng. Ở đằng nói hoài luôn. Tao là thứ sử Tây Lương. Mày lanh lắm. Từ từ chọn nha. Đây không phải trò đùa. Tôi chưa mình lên 10 cũng đẹp rồi. Họ lỗ tốt nó hấp 7 lính của tao nó rồi đó. Trò đùa. Tùy cơ ứng biến. Tao ăn rồi tao quay lại nữa tao máu rồi. Đó là thứ sử Tây Lương. Ai làm gì nó đâu, làm gì vậy? Mình chưa hợp mà dở ba trò gì vậy? Nhưng mình chưa làm gì nó tự nhiên biến đi mày. Cái thằng chuyên hợp mày cay vô đầu nó mới sợ. Cần phải tính toán đánh. Đâu dài. Đánh tao à, có một người trên đầu à, đánh tao nha. Đứng sát sát bên đây nè, đứng góc bên đây nè. Đứng góc bên đây nè. Ôi. Mà căn là gian xa đi. Dạ đó. Phám ráo vào lưng tao rồi mày. Mày đâu? Thôi, tao được chút luôn. Rồi luôn. Phải trời ơi. Không hướng áo rồi dưới nó mày. Sao nữa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cần phải tính toán lâu dài. Trời bốn lần thằng sao? Chưa hợp nó biến như tao không thấy luôn mày. Chưa có con heo này nó biến như tao không thấy. Không phải lắc đâu. Chỉ thấy cái đầu cái máu bị mất thôi chứ đéo thấy nó. Con heo nè, con heo mày cũng cởi heo quá không? Đúng rồi, lên con heo đó lên chơi luôn.
để đủ mana cho chuông 2 luôn. Thôi chạy đi, chạy đi, chạy đi, bắt cái boss vậy. Chạy xuống anh đâu. Cần phải tính toán lâu dài. Đâu? Quá rồi, Lộc quay xe. Hai ấy, hai boss đó mày. Có Lộc không? Boss à. Chuyện hợp là cắn trụ mình rồi, ở cấp kìa. Lộ chưa không thấy rồi. Đó là thứ sử Tây Lương. Ơi nó có heo kìa. Hay rồi. Hay, 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 hay. Đồ má, thiệt Linh ngu như con chó vậy đó. Ông bộ đường thẳng không được cái gì mày phải đồ má nhẫn giả không mày. Chứ Huy đang biết mắng, Huy đang cầm tông tốn biết mắng nó gì không? Tay bị sụi rồi, mất 3 chiêu 3 mới bắt được chiêu 2. Chữ đang mày. Thằng đang nó đánh công tốn nó 3 chiêu 2 đó, chiêu 3 nó mới bắn chiêu 2. Bắn trên đường bay đúng không? Bị què hả? Chứ mấy anh tật nguyền nghe 3 chiêu 3 mới bắn được chiêu 2. Á cừ chết. Đây không phải trò đùa. Luôn một giờ ra tao bắn nó thùng luôn. Rồi đồng hương. Tính trên đánh nha. Trời tao cũng tao lượm. Phải tính toán lâu. Nãy giờ đánh nó không sợ. Tụi nó trâu rồi mày. Trâu cái gì nó cầm bê bê với cái kia mà. Rồi, đó là hết. Giờ cứ người lên phủ. Tỉnh tao nghe tao không kêu à. Sử Tây Lương. À là bọn luôn. Ủa má, mày có làm thì mới có ăn. Mày nghe rõ chưa, có làm mới có ăn hay lòng. Đéo mới thở lại mà liều. Cần phải tính toán lâu dài. Giữa luôn. Trong tầm chiến chó. Còn đi đánh với gần tao có phải tóc đánh gì. Thu mạng ra. Là sao? Là sao? Chưa một năm, Linh Lan một tá. Lộ túc 24 à. Con này mạnh lắm đó. Nãy nói tao mày con nó mạnh lắm mày. Cũng biến. Trời là thế. Mẹ bước ra. Lấy cái giò mày liền á. Thôi, giỡn. Quên. Đừng có đánh nó nữa. Rồi. Rồi vô thế luôn. Rồi. Rồi luôn. Rồi vô thế luôn. Đấy. Đấy. Lòng lòng chuyên hợp chạy kìa. Anh đường trường tàu má. Rồi rồi. Rồi hả? Ý. Tem này chiến à, tem chiến à. Đứng sát vô mày, đứng sát vô, sát vô. Một cái lồn mà tem mà làm gì kìa mày. Tem là tem chiến chắc luôn. Dù ngu thiệt, giả ba trò ngu dốt luôn. Dạ. Cút mày bay ra đâu. Mày bay à, không phải cho đùa. Rồi. Em nói rồi, đây mình ngu thiệt, giả ba trò ngu dốt. Mày tao bú vô, bú vô. Thì hôm nằm rồi mày nằm thằng này bu một lục rồi. Kê 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 rồi 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 bao rồi lóc đi bộ rồi chứ này đi bộ rồi không có bà linh anh không có bà linh anh không đi bộ chờ chờ biến lít hết sẵn rồi biến à quánh. Lòng chuyên hợp nhìn nó tội nghiệp quá mày. Giờ tem bạn có trường hợp mà mình nổi vậy cũng được rồi. Đó chỉ là mạnh gì được rồi. Mày biết mày luôn. Đốc con heo tao luôn mày.
thôi, tình nghĩa anh em mình ở đây thôi. Lóc ta làm cái con cặc gì nữa. Cặc tình nghĩa anh em mình ở đây thôi, được rồi, chú má. Mai lên đỉnh kia anh bẫy lụm tao nha. Dạ, chôn mình luôn, lên có 1 tiếng làm gì lên lâu quá mày. Vừa bước vô nhà anh bẫy hỏi thằng lồn, thằng nào mặc láo rồi. Muốn ta dậy tiên thuật. Ôi thì lần phân biệt mai lên chỉ tao thằng nào anh bẫy nha, tới tao chào á. Anh nào làm bẫy nó chứ đụng mày, anh bẫy anh bẫy anh bẫy anh bẫy anh bẫy giờ anh hút con gì mai đi. Đó là thứ sử tây luôn. À bữa giờ tính đuổi mày ơi. Rồi thì tới rồi, giờ nó biến vô tao kìa, rồi luôn rồi 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 rồi. À là thằng cao đời hà bấm đuổi mày cho anh bẫy lên 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 đọc lên cái thường ngày bị 300, 500 đủ má đọc lên cái còn 200 đời. Thế là hết. Hát bài đời dân Lộc nghe luôn. Dứt tiễn hạ sông điêu. Rồi tao tính ta le gặp chùm quỷ giết Ngọc Linh luôn. Quỷ luôn giết này tao buồn 1 năm luôn. Đừng đến gần ta. Còn 1 phút. Còn 1 phút. Nó hướng tầm 1 tí nha. Hay á. Còn vô thế rồi. Không phải cho đùa. Cái gì vậy nó bắn thôi cậu. Có này mắc hết tóc đánh vẫn lớp lớp lên bắn cứ đừng vun nha thằng vun. Ứng viên bắn hơi bị nhiều quá. Chạy chạy chạy. Tư rồi mày không? Càng. Cầm vào đi anh hát cho. Càng nào dưới vậy? Ê, vô lượm mày ơi. Cần phải. Càng. Càng hỏi rồi ông nội. Ừ, lúc trước ăn ma hay quên càng lắm nha. Bây giờ càng quan trọng, nhờ mạng không sao mà càng quan trọng. Lóc thời gành mẹ đứng đây từ chiều mày nhắm mày làm loại gì vậy. Ôi là mẹ. Rồi là mình gầm. Rồi luôn, không có anh đi luôn. Ra tay mình đánh chứ chạy ra 4 lóc luôn, đánh bệnh luôn. Cái gì, con này đánh 2. Lóc. Trời ơi. Chút đánh rất lực nha, rồi bị cấm chú. Hết thời. Chút đi cái dòng chát của nó nãy không được cấm lố. Sông biến. Hải đi. Và lóc. Mình nằm ra. Chạy lóc tao luôn chứ. Vừa được ba món đồ hủ hơi bị mạnh đó. Nãy tụi tao lạc kèo hơi bị kinh luôn, lạc xong cái cuối game thua luôn mày đéo hiểu là sao, là lạc kèo mà hơi bị kinh là, mà đánh nát hết luôn, đánh nó đánh nát hết luôn, còn đúng 2 chữ này mà team tụi tao đang thua mạng cái nhà lạc luôn anh lại chết chưa trong tới 5-7 thua. Không phải trò đùa ngu kia, từ từ hãy ra ngoài anh bang bang chết luôn. Rồi luôn.
Tao bay vô tao ra được, tao bay vô tao chết chổng luôn mày. Để em trên đây đây. Cần phải tính toán lâu dài. Dạ, anh tới. Cứ đồ đồ hoài, cứ đâm đâm cái đầu ra hoài, để nó giỡn nó hay vậy. Rồi luôn, 3 thực boss cuối cùng 2 khi chết bỏ hai anh luôn. Cần phải tính toán lâu dài. Trời ơi. Đồ má nữa mà. Mình một lên đang ngủ chưa à? Bóp lắm, bóp lắm. Cầm chết. Dạ ơi. Mẹ, ba đó anh bắn cái. Ơi. Bắn sai rồi bắn nó chọc mặt. Tại mình 4 lóc rồi đó chứ đánh cỡ 3 trời khúc nạn rồi đó. Mình tem nó trâu quá. Ai bắt đầu hay buồn rồi đó. Hay buồn gì nãy giờ nó lỗi thôi chứ. Ngu nó ngu lỗi. Nghĩ nhìn trên map mày có ai mà một ngày không? Đến gần con lưu chương nó tăng tốc đánh ghê lắm đồ, mày thấy nó cộng 15% tốc đánh không, lòng biết chơi nè. Tùy cơ ứng biến. Đến gần lưu chương là full bet, mày cộng trả 60% còn hơn con trình dục. Mày đâu? Ở đây, đúp lên nữa 294. Không mình giải nó còn 2.7. Đó là thứ sử tây lương. Nó bê bà lên nó bắn vô. Nãy thứ mày ơi. Bắn thì bợp đầu luôn á. Bơ bơ bắn chết mày. Má tiếc bơ bơ đấy đó. Má tiếc bơ bơ đấy. Tao cùng tiếc lại. Quay ngang lóc tao nè. Hay rồi. Sao rồi Ngọc Linh các bạn? Trời ơi, nó không bước thêm bước nữa kìa, mày thấy đau luôn nhờ. Thật đó sao? Ui. Ui Linh Linh. Ui. Ui đủ má, có mùi rồi, có mùi rồi. Có mùi rồi, có mùi rồi. Mà mày lên 2 UT mày giết lộn Tông Hương rồi Lộng ơi. Tao kêu bơi bơi bắn nó rồi. Nãy tiếc thiệt không, thật sự nãy tiếc thiệt. Tiếc giờ lâu dài. Cốc lâu dài. Tao đến ngu rồi mà còn thấy hiện gì hả béo. Vậy bạn. Đến ngu rồi còn chứng minh vậy đấy như vậy. Đây không phải trò đùa. Ngọc Văn Linh nè. Bắn bao nhiêu chết rồi. Tùy cơ ứng lên biến. Lên bắt đi đó. Tinh tròn này hủy đạn đó. Thử cho nó thử. Còn mẹ nó súng chỉ vô đầu nó liền. Trong tái trong gừng nó có đèn rồi đó. Đây không phải trò đùa. Lên đây lên đi. On đi ngay on hoài đi. Bởi giờ thủ. Ơi bán cái thương kiếm lên hay lên cái thánh kiếm nha mày. Gì vậy? Full dam đi. Rồi ổn vậy. Ủa, cái tem này mày gì từ tao chết hả mày, tao làm gì mà mày tao lo được. Tem nó đâu có one hit đâu. Tao lo được. Kìa, kìa, kìa. Ôi, dưỡng tay, dưỡng tay, dưỡng tay, dưỡng tay. Đó. Con bỉ mẹ cái thằng ngu phải ngủ. Về đây, về đây, về đây. Mày bay ra đụ má, mày xuống chỉ vô đầu mày đi ra. Trò đùa. Lọc ngay kìa Lọc. Ta lại bột rồi Lọc. Trời. Áp lực bạn. Có bờ bờ không vô đâu. Kiểu Ngọc lên búp này miếng máu. Nó nghe hả? Cái gì ghê vậy? Nè, hốc cái đi bạn. Dạ,
tao vừa lụm đường hàng lại cho anh chết nha. Cái chi là ngộ nha. Cần phải tính toán lâu dài. Chó dơ này. Ai làm cha này cái. Tự đồn thấy được tao. Ôi lóc. Ôi nó có cái đèn trên kìa. Ui thằng lồn. Ui rồi rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nè mày đánh tao đi. Ôi trời búa chết luôn mày. Má nó giờ mới để ý nha, tao nghe chánh à. Tao bắn lan chứ mày. Phải tính toán. Má kiều lên đánh kiếm tao mày. Buồn nha. Con chặt cái tấm là sổ à. Ảnh đứng dưới đây nè mày, tao đứng dưới đây nghe ảnh này tao cũng kiếm máu à. Là duyên hợp là Ngọc lên giết nó đó. Và tại vì biết sao không, có Linh Nam á. Lỗ túc ra đam cao mà. Lỗ túc đâu mà đâu giống Tiểu Kiều mày, Tiểu Kiều ra đam mới cao á. Lỗ túc ra đam hoài luôn á, coi Ngọc Linh mua giữ nhiên dùng á nè. Ưu tiên nó còn 4 giây mấy. Đừng đến gần ta. Sao vậy? Phải không? Gì 7 giây sao? Tao giữ nhiên dùng á là còn có 4 giây, 5 giây mấy à. Là cái gì lắm. Ứng biến. Anh em buồn chiếc vừa lóc à. Tao vẫn chết nha. Tao vẫn lóc nha. Ba cái lóc vô mình tao luôn. Đúng là anh em. Là anh em cả. Tụ mà không. Không, không dính là gì nhóc. Rồi ý. Đấy có mùi rồi Lộc ơi. Lóc kìa. Rồi sao lên hả. Nằm. Lên đội sai mọi người nhảy đi ngu ngu dễ lọc lóc lại mà lên đây con điện mà em ơi cầm bôn đùi chạy bạn có là bạn 5352 rồi bạn đủ má ngu nữa anh em chạy lộn nữa nè. Chiến ưng đến đây tối em đánh đi không có đánh thành đâu. Đủ mà đánh thành tôi cũng không cho ông vô đánh. Tao hẹn nữa. Thằng Sa 7 giờ. Giờ tao chưa tắm. Còn 8 phút nữa. Còn 8 phút nữa. Không phải trò đùa. Trời. Tao chưa để tao dồn con tôm hơn nha. Tao đánh được ngoài á. Hay con trường hợp của Châu lại khó chịu quá bạn. Rõ ràng. Không phải tao đâu, chắc nó không phải tao. Ờ kìa. Ôi vậy con cháu kìa. Ôi dạ. Không phải tao đâu anh em anh em. Lý mà em mày chết nha Lộc. Đủ má mày vẫn ngu. Ôi dạ kìa dạ kìa. Dạ kìa. Dạ kìa mày. Ây mày ơi. Tôn Hương nè. Tùy cơ ứng biến. Gà con bát đi, gà con bát đi bi, gà con bát đi bi. Nãy giờ tao bỏ mặt, tao Tôn Hương nhiều quá rồi. Đưa vô con bát tao dồn, cái nó đi liền. Lên lên con bát nè, Tôn Hương thượng nhiên đét rồi, lé. Bánh nó nhiều lên. Cắt luôn. Cần phải ma đi rồi, mà thua cái là 5-7 mạng luôn á. Thua đi rồi với má. Ủa, đủ má, mày đang đợi lấy đồ Lộc. Gì vậy? Làm gì Lộc? Dạ. Đây không phải thấy anh nói bề bề đó. Đúng lòng mình kia ra anh em. Mà bỏ xong tím cái đụ mẻ nó đánh cái đồ mùi luôn. Mình lên được 4 ca máu cũng được. Không ca 5 máu. Dạ. Nó lóc rồi. Đụ má này. Từ lóc nữa. Rồi hay rồi. Lồn. Lóc rồi. Rồi gọi tao ôm đụ mùi hại đất kìa. Chết. Rồi đụng má, thằng Lộc rồi ba đấu rồi. Hay rồi, hẹt đéo xài nha, hay rồi. Ủa sao hẹt đâu Lộc, lóc lại. Ơi. Ở Ngọc Linh tới. Thôi về bà nội ơi, bà nội. Về má ơi, nằm xuống chết đi má. Lộn má nhảy kìa mà, ơi. Lộn Tôn Hương kìa. Lộn Lộc kìa. Tôi lại chạy đây chạy lâu quá
Ôi ngô, ôi ngáo à. Ấy, trời ơi anh Lộc, không lóc lại con lồn. Không heo à, không heo lóc luôn. Trời cái lồn má gì em giết được đâu, con lồn này. Mà nãy tao biết giờ tao lên né tránh luôn, cái lồn má. Má hả? Má tao mắc cười mà nó đánh quá, nó nằm xuống lên chết. Anh nằm, ba nằm xuống ba chết mắc cười lắm mày. Lũ tức quá. Không không, đụ mày. Nằm xuống chết đi bà nội. Hãy lên chiến sinh sai lầm, hãy lên né tránh. Là bú bát á, nãy là bú bát là đẹp à. Bi bát à. Giọng dân bát. Hỏi càng luôn ơi, hỏi càng luôn. Lại lấy của anh Trung 1-2 tiếng không được hay gì. Biết anh Trung là ai ông dẫn dân rưng á. Rồi, chào đẳng cốc anh. Dạ, cái sọ hang đi mày đâu. Đi bán rồi. Tôi mới quần cũ à. La vừa vô đây bắn đốc rồi đâu luôn. Kẹt má hai hai gam chiến mày hai này đánh chiến được đâu bu lóc luôn chụp lóc mày đi đâu xa vậy này. Tao đang chạy theo nè không phải trời đùa mày tám ly lính mày ba đó anh tính bay lóc mày rồi mà mày cầm mà mẹ mày đi mày ngồi mày đợi xong mà tôn hương chết mẹ với tao chạy như con chó còn bơi cần bơi phải bơi tính toán lâu dài mày chăm mẹ em mày đi đâu em đánh gì mới sướng nè được bốn lóc mới sướng ơi nó liệu kìa thôi 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 từ từ man tì kìa man tì kìa chiến ưng đến đây ơi quên đồ quá nó con ông chắc chắn đó anh binh về cá đéo bơi bơi tôi tì đâu vậy anh này đéo bơi bơi cái này đéo bơi bơi luôn. Rồi đánh đánh thằng lò mày đụng má tự nó đánh không đi rồi thắng vượt nhảy hụt rồi má mà chưa đầu thời của anh tới rồi cái gì thời cái hút đâu chỉ quét được tông hương mày tính đét cái gì anh bám làm gì vậy gãy kìa ơi 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 dơi 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 anh tin mày đó bi chạy luôn đi mẹ mày anh chạy được dơi 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 về đủ má về cái điệp mẹ đừng nha Lộc ơi, đủ má mày làm con người Lộc ơi. AFK đi, AFK đi, đủ má. Ủa, tao bị gì vậy ta, không về ta. AFK đi. Ôi, ôi, ôi. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đóng lại Lộc, đóng lại. Ê, Quy Đại. Ôi, lính bị đánh chết. Thằng nào lính đánh chết. Anh làm sao vậy? Quang Quận đang coi chuyện hợp đó. Lâu chứ không? Lâu quá tính tạo, nói chung là tạo bước ngoặt cho anh em. Được. Ở đây mọi người nha, mình là Bi đây.